biết làm tròn sứ mạng việc thiện nghĩa của mình, hôm nay cậu đến đây. Tại sao cậu không ở mà về? Nhưng kính thưa đồng đạo, cậu về đâu? Cậu về với tất cả thâm tâm của tất cả nhà đoàn thị nho giáo hiền lành, về với sự bần khổ của mình, chứ cậu có biết về đâu bây giờ? Trên bước đường lang thang hành đạo giáo, kính thưa chú quý vị, rất gian khổ cho các thân phàm tục. Trên cõi ta bà điêu linh bao nhiêu năm khuyến thiện, ra đời gặp không phải việc may đâu. Gặp đời phong ba biến chuyển, gặp cái sự không cùng, và ra chúng thời kỳ gặp quỷ quái ma yêu. Trong bước đường sương gió dạng quê nghèo, cậu vẫn một mặt một lòng để cứu độ anh em. Đột qua biển khổ để trở về, nó nuôi vị Phật quốc. Xin kính thưa tất cả đồng bào. Hết rồi, bóng đã xế chiều rồi, chiếc tàu vỏ trụ hôm nay khắp nghiêng đảo vì giông bão quá lớn. Tất cả các anh em đồng đạo dọn nhà dọn giáo, ráng tu thêm nữa vì không có gì tồn tại bằng tu bao nhiêu năm. Chọn chiếc mình không làm được việc gì cả. Làm người cũng hoài, cũng mất, cũng đau. Nhà cửa, vợ đẹp, con thương, chất chứa vàng son nhung gấm thì nó cũng phải tiêu rồi. Bằng muôn cách thì bằng ta tu nó sẽ tồn tại với cái sự uyên trưởng làm tốt đẹp an trang, mà lại còn cứu cảnh niết bàn linh hồn mình được tự nhiên sống trong thế giới Di Đà an lạc quốc. Xin kính thưa đồng đạo và tất cả các bậc giới thân của người đạo đồng chấm nghe. Đăng ra cậu không phải nói nhiều hay nói nghĩa dân đâu. Cậu biết nay mai đây có hiếm quá sầu đời nhiều, tự chớ cầu áo dài. Tất cả các bậc các hàng đang nghe cậu thương đi đừng dỗ hắn bạc đại. Mặc tình đời cô bún quá rải, phận mình niệm Phật mau đi xong còn tồn. Khổ đến lắm dân ơi, đâu có biết đời nay mai đời tiếp đời rồi, nhưng còn vật chất tăng hôi làm sao nhìn được đại hối Phật. Nghe cầu giảng cậu đã đem tình thương bay lại, khóc bốn má mèn cay gắng lo. Cậu đâu có sợ đói no, sợ sông biển không đò đưa rước đào. Thiên đi lăng lóc ta bà cậu vào, để quy dân tự hung bạo đơn con. Cậu đến đây đi làm gì để thâm tính mến bà con, cùng rạch giá được còn mai hậu phúc. Thương đất nước bụi này ta túc mến, tình vinh cốt nhục mới về. Cậu bị đời nãy chán lại chưa? Không sao cả, cứ xóm trề chiều gian. Cậu tính lại này cấp mạng, cậu thấy cơ đồ biển càng hôn lắm. Về đi giáo thương ăn nhớ rằng cậu giảng dù khó khăn đừng tiền. Đạo sĩ ơi, có mấy hôm trước cho cậu về Nguyễn Dòng Thiền kết thân đồng đạo giao liên Phật đường. Ráng nghe cậu dặn tình thương, hôm nay không tu tình tan thương tiêu hồn. Đồng đạo có đi không còn phải nhiều thiên nhân tối tâm trời đất xác hồn ra cho. Ráng nghe cậu dặn lên đò chiến này là chốt không chờ còn đâu. Đêm thanh tịnh tránh thấu mắt chải, thấy loài người bạc đãi luôn. Không ai biết nghĩa biết ơn, giờ để giữ phải cây đường biết gì. Mái kiến tạo tôi chuyển thấy quá gấp, hỏi quá trời ai sắp gần. Khai minh lập mi đạo tại nhà, đúng cơ trời định sáng qua chưa rồi. Thế xin cậu ráng tu đi đạo sĩ ơi, chịu quả nhồi vô kệ. Giữa
thương thầy ráng xóm kể chiều kinh ở ăn cho chúng tùy tình. Chỉ tin gì đạo bỏ mình không sao. Lan tu cho tối thượng tối cao kỳ này khổ sở mà lòng đau đớn lòng. Đây rồi mất giống mất dòng đâu còn gì nữa đạo bồng bồng xa. Xin kính mến của bác anh chị ông bà. Bây giờ cậu giảng rồi nẻo đi cậu về. Đâu sẽ biết cậu về đâu. Cậu về hướng Bắc Tây Đông hay là cậu xuống chuồng không dạng dài. Cậu đi khổ lắm, chứ quý vị nẻo tắt cuộc trần ai. Chịu nhiều điều đau khổ không nào đi. Cậu đâu có vui đâu, có kết đâu có mừng. Thấy đời khốn khổ rưng rưng châu mày. Thương buồn bá tánh chẳng ai rồi đây phải khổ ai hoài các tờ. Buồn ai mà cậu ngâm thơ nói cho trần hạ tâm giờ như đây. Tại dân ơi lụa ngay vàng bây giờ phải chịu cơ lắm. Mấy đời mê chức mê ông thành ra phải chịu cùng gông buộc đời. Thương cho dân tộc dân ơi phải chỉ ghé cậu tu rồi thì xuống kêu cậu rảo khắp biên nói cho đồng đạo thường tiên kinh đầu. Cậu vì dân tộc canh đâu suốt miền mà giảng dạy người đâu có từ. Bốn thời đảo khắp phố phường mắt cho trần hạ thay đương khúc chiều thôi réo khắp xóm làng tình đời mà về đảo đấng họ tồn. Muốn thành đức phật ngày mai thì đã cực khổ đắng cay chốn này ráng tu gặp cậu chứ gặp thầy. Gặp người mà nhân thiện chứ sao vì ai cậu lại điên khùng. Vì ai bốn mấy con mới dùng cậu đi chứ cũng vì cần tục ai đi. Cậu còn ở lại từng khi chưa về. Nói ở ra mắt trái dâm về. Thương dân mà cậu chẳng về bồng lai chứ ở miền tầng hạ đắng cay. Tuồng kia chứ qua lại trong ngày chưa đéo kêu. Chúng trần gặp quỷ gặp miêu nhưng mà cậu ráng luôn. Chiều thì thôi chứ chừng nào trở lớn thì là trời thật bỏ tôi người hiền. Bây giờ vô lượng vô biên đừng chê đức cậu cùng điên khốn nạn. Sau đây khốn khổ cả làng tở cơn mà bất cả nổn chứ quý già. Thương đạo sĩ cậu mới đứng ngồi khuyên giảng, mến tình huynh cậu mới không cản rõ ràng. Nhớ đi ấp xóm huyện lo tu cho kịp chưa mở màn nay. Màn trời Phật đã sai tà tập xuống hồng trần dẫn dắt nổi thôi. Sai quệ ma xuống kêu lôi lửa người mà đạo hiếu sao mà ngồi đại mây. Thương đồng đạo không có sửa sai chưa kịp, cậu sợ rằng mất kiếp tiêu hồn. Bởi nên cậu lại bom chôn, tóm đi già chiều sẽ sắc hồn thanh mai. Cậu cần dặn gái trai rạch giá, tù tu hành cao cả biết bao. Cậu về nhớ hãy ráng trao hạnh ly lành, cố gắng để mau phúc tình. Mình tu niệm đâu phải đợi tỉnh kinh gõ mõ. Sống tu đi biết rõ được thì thôi. Mình người làm chúa hay lại làm tôi. Làm tôi đất Phật sau coi lập đời. Hành si dính nhục khổ lắm người ơi. Bỏ đi rồi tu tình nghe lời cầu xin. Chính thật cậu là điên của Phật xuống hồng trần tài vật cũng không.
không câu chế lang long cửa nhà không có chỉ tâm không chịu như thế xuống thấy khổ không có chi là tồn tại. Cậu muốn làm sao đạo phái được hòa nhau hòa mình ăn chế dội trao thương buồn kính mến đồng bào dân nam đàn kêu ra núi ông tam đàn kêu ai báo cậu đời yêu Phật pháp tại trường đây rồi khốn khó đoạn trường quanh co đàn kêu mùi ngọ không non trời thâu hết đi đâu quanh co một cơ mình đàn kêu sấm nổ trên đàn kêu Nam Việt cho bỏ mình không hay đàn có nhân tài ra tu chút nữa rồi hay rồi tường đàn kêu bớ bớ phố phường tu đi đèo trễ hội trường đàn kêu biến thế mình mong vì ai cậu lại tấm lòng đeo gian đàn kêu đôi khúc hải hoàng ráng tu ráng sướng xuống mà làng chị âm đàn đừng giật đừng giành nghe đi đức câu lời lầm cao nhiên về mau trả nghiệp quan thiên trả rồi thấy Phật đại liên diệu tình đời nhiều nỗi ai bi dân nam bề bốn dĩ kề quanh có thở nghèo thở đói thở no mà không tu tỉnh lại lo nỗi lòng đàn kêu đất nước non sông ai gây tiếng loạn tuôn đồng nát tan đàn kêu Phật quốc mở màn giữ hung thác thế cho tàn sao chứ cậu đàn rồi cậu lại sao đàn kêu mà quế vậy chứ đáng mau tật coi vua chúa đàn thần coi màn mà trời Phật chớ lành nhận ra cháu đàn tiếp tiếp mà tha tha đàn kêu sấm búa chứ nằm ra tới giờ đàn kêu đổi tiếp chứ đổi giờ đổi mùa mà đổi tháng bên bờ đổi luôn đàn kêu đối kẹo thay muôn đàn kêu bắt lấy từ nguồn chạy ra chứ cậu đàn cõi lửa chưa qua đừng kêu quý vị tại nhà ráng mơ đi. Nam mô Di Đà Phật, hôm nay tổ xin kính thưa tất cả đồng đạo, về từ đó cho nên đạo Phùng mới thuyết qua những bài bây giờ cậu sẽ nói ở đây đây một bài cậu sẽ tặng cho tất cả đồng đạo người tu phải nhận, có nghĩa là đoạn đầu tiên một tại sao người tu không nhận là sẽ ra sao, bây giờ cậu xin thuyết qua người tu phải nhận. Xin kính mong đồng đạo nghe đề tài 1 của đoạn đầu bài. Dạ. Người tu học từ đây phải nhận. Nhận giới hòa tinh tấn bên trong tu đắc đạo thoát dòng. Thì là phải nhận tấm lòng thiền. Tu không nhận như đàn không phím lạc rồi đàn tội được đâu phím đàn nhã nhặn nói câu tơ phím hòa cung mi nhạc đàn lâu phúc trần tu không nhận không nhìn thấy rõ biết tu rồi phải bỏ đừng ham chữ tu việc thiện cứ làm đạo đồng ráng nhận thì tam mới còn có nhẫn nhục bà con đồng đạo đặng long qua ta dạo ta xem nhẫn quà nấp hạnh cứ đem kiên trì nhẫn nhục bên đèn mà
sáng trưng. Tô cậu biểu ráng đừng làm quấy, miền đất kia cứ cháy nhóc mơ lành. Đặng ngày Phật lập tay sân, nhẫn thì mới gặp lành thì mới quang. Không nhẫn lại đảo càng khổ hiếu, mình người tu phải thiếu phải lo. Nhẫn đi cậu đợi qua đò, bên bề khỏi đắm học trò hồi hướng. Ráng nhẫn nhục trên đường tra khảo, dù khổ bao người đau cố lo. Nhẫn đi hai chữ lén dò, nhẫn hòa chịu đựng sống to dập dầu. Dù đất lỡ dân ơi cũng mở thề, nhẫn đừng buồn bỏ phế việc ra phàm. Thì là không đến kỳ tâm, thương trò cậu vẫn cứ làm thiện nhân. Tổ nhận đại Phật thần di tạc, biết tu rồi nổ nạp sân si đó là cuộn lửa cùng si đốt trong trí tuệ. Còn chi nát lòng giờ cậu nói là không tất cả. Nhận mau đi đạo quả mới thành mình tu, đừng có tranh giành tranh đua chi vậy. Khi đạo lành mở luôn, nếu các bậc có tu ráng nhận để rèn lòng tinh tấn, nay mai mình tu tỉnh lại không sai. Dò đưa một kiên thứ lại nhìn lời, có nhận nãy dậy thời qua biển. Cậu về rồi cầu nguyện ở đây, cậu cùng bốn ở phía đông tây, chỗ dân Nam Việt chứa đầy tình thương. Nhẫn cùng nhau dựng gương đời chót, thấy quan dân đau xót vô cùng. Thành ra động đến không trung, trời sai đức cậu giả cùng xuống đây. Gần mấy tàu chuyển thay qua gấp, biết dân dân được gặp Phật ngài, hay là trong lúc cuồng say đắm chìm mà bể khổ. Biết cơ ngày nào lên thương đồng đạo kề bên cậu dần, mến nghĩa nhân cậu tặng phúc hồi. Chớ đời bạc bẽo như dôi kinh chi, trời Phật thả trôi kia kìa, đâu thương xót rẻ chia đồng loại. Không có nghe tiếng gọi của ta, lớp thì chữ mẹ đắng đi cha loạn quần. Tất nhi cả cửa nhà tan, còn chi nữa gian sang đồng trùng. Không biết tô lem muốn thật, trời kỳ này khổ sở chơi ơi. Bị trời trừng phạt cuộc đời dân ôi. Ráng nghe cậu đắc tô đạo hành, nhìn ngoài đời so sánh nữa chi. Ai khôn niệm Phật mau đi, đặng mà thấy Phật từ bi ra đời. Còn chút nữa thiệt giờ biết mấy. Cậu nói cho nhìn thấy rõ ràng, thấy chưa tiêu sớm tiêu làng. Chính vì mê của mê vàng thấy khổ lắm cửa nhà khóc thần. Không tu thân tinh tấn được cái nào, khổ thôi ba tấm làm sao. Năm mùi chất khóc đồng bào ít ngơ thân, đạo chân lý cầm cân không lường. Thử cho ngay bằng sung sướng biết bao nhiêu thân người như chiến đo. Chiều nhấp nhô biển ái sắp mơ tư không lòn. Thương đạo sĩ bà con thâm viếng, cầu đến đây cầu nguyện cả hai. Cầu cho quý vị quý nhờ sống còn coi Phật Như Lai tại trần. Giờ cậu thấy rần rần rồ rồ kẻ giàu sang xe cổ lợi qua lửa rồi. Ít kẻ thiệt thà khắp ba miền mà cậu thử chứ ít nhà đạo tâm. Mở miệng ra thù thắng quán hận
anh em chen lấn bạc tiền, làm cho đóng đến thượng thiên, làm cho mất hết mối duyên tâm mê, vật chất xác hồn phải lùi cậu tính rồi trong buổi sớm chiều, sáng còn chiều lại quạnh yêu sau đời, cứ mãi luôn chiều làm chi. Mau học đạo tắt đi đời khổ, trong lửa lòng nhiều lỗ nhiều hay, nó thiêu nó đốt tuổi tàn, cũng vậy mà vật chất vừa cơ bác tới, ai biết đạo thì ráng chờ ráng đợi, ép mình vô dịu giới xa xa, ngồi trong góc hẻm ở nhà cũng tu mà đắc đạo, chứ chớ ra bên ngoài đâu phải tạo cho chùa ngay cột lớn. Tu giả mang cậu tợn chứ vô hồi, về đi sửa đạo người ơi, ép mình mà tu tỉnh chứ cho rồi kiếp đi. Đường sanh tử không đi một bước, mà xảy một giờ ta được sống lâu. Tình thương mà đồng đạo chứ tâm sâu, dạng buồn mà cậu kể chứ đâu đâu rõ ràng. Trong giây phút quy hàng mở khỏi, thấy cơ trời mà bình khói chưa qua, được phân chánh đạo hay tà, do mình làm thiệt chứ thiệt là thành thân, mình giả tạo là nhân không chánh, mình giả mang không tánh thiện lương, thì là phải rớt bên mương, kỳ này khốn khổ chứ đoạn đường quanh có. Thôi đồng đạo sống mà lo làm phước, biết thời kỳ tu trước mới còn, ráng đi tất cả bà con, giảng ở đường mà cậu dặn chứ ai còn. Mặt tình thế chia đôi rẽ bãi, phận mình lo hối cải ăn năn, dù cho mỗi việc khó khăn cũng không đổi được thì dân ngày buồn. Cậu đâu phải Phật tiên năm xuống, mà trần gian ngựa bốn ngựa không, hay là người chuộng tấm lòng cậu là quý vị về đạo đồng y tâm. Phật tạm mượn y sát đi hàng, nữ giới đặng dễ bề khắp khởi, đem tin nói cho đạo sĩ thị tình, ráng tu chút nữa rồi nhìn thấy thế. Nhìn thấy thế việc chi biết rõ, nhìn đĩa cầu cây cỏ cũng tiêu, không mời ắt cũng đến chiều, là người đầy cam kết mà bao nhiêu dân thường. Đời khổng khổ trong mương gần lập, ai thiện nhân mới gặp Phật tiên, còn ai hung dữ đơn thiền, phải trôi nơi bãi là miền cũ đó. Thiên đồng đạo trầm trồ cố gắng, buổi nguy nạn làm nắng mới hay, thiên cơ mới tạo dựng xây, Phật trời bảo cậu về đánh độ trần. Đừng có thấy rõ rần vui thích, vui chiều tích mất tối hôm, nói cho các chuyện không dồn. Các ông cũng ráng mà ôm vào lòng đạo của thầy, đạo dòng đạo giống của nhân quận nền móng năm gia, quyết tu của mẹ của cha của quyền thất tổ khỏi ta quỳnh thiền. Tu quý vị mối hiền nối lại, cùng hòa nhau đạo phái an trang, mình đừng có hỡi giả mang, ráng nghe cầu thiết biết cơ bàn đừng bên. Ngài đập hậu hậu cây nền gặp chúa, ráng đình lòng tài của ta, kho tàng bảo vật thầy ra, đúng ngày khai mở ta chứ gì. Lòng son sắc tu đi phấn khởi, giữ niềm mà riêng tâm hỏi chứ trọn lành. Sống coi Phật pháp tái sanh, coi lời đức cậu đầu lành nói sao. Dù bị khổ thế nào cũng ráng, dù đói nghèo cũng mi cố làm tròn, hy sinh giúp đi đỡ bà con.
là xây dựng nước non của mình. Đầy quỷ rập ma rừng đen mới, nhưng không sao khắp khởi trong lòng, tại vì thương giống thương dòng, sợ Nam nước Việt khi bữa bồng đã đó, đừng có sợ nay nó bay đói. Nói lời này câu gọi thiết ni ta, vì thương đồng đạo của ta, sáng nay chiều cậu kẻ mây già nào yên. Nào bốn phía đông tây nam bắc, cậu đi hoài dẫn dắt ngự hiền, đặng về cho đến Phật tiên kỳ này đại hội. Nói liền chúc đồng đạo tài dư phước, có chúc anh em sát tỏ đạo màu, niên này chúc hết thâm sâu, chúc cầu đạo xí đừng giàu đừng đau, chúc đồng đạo tu mau đắc quả, chúc anh em quả trả căn đền, chúc người đạo lý đừng quên hiếu trung, phải có là chưa trong trong, chúc cô bác giống dòng rạch giá tự hy sinh cao cả dường nào. Đến đây thăm hết đồng bào gửi miệng, mà tiên Phật mau mau tiến cơ về, thôi cậu chúc cậu về an nghỉ, hãy còn lo trên để bên đi xa, chúc mi cho Nam Việt tây gia, chúc mi cầu mà hưởng đạt chưa cửa ở nhà nhân, chúc đồng đạo xóm gần Phật báo, chúc quan dân giữ đạo cho tròn bền lòng, gìn giữ nước ni non sau này thánh trị bà con được nhờ. Chúc cô bác bên bờ dẹn giữ, chúc long qua thi cử dẹn ni tròn, chúc cho tất cả bà con từ nay hướng được lòng con trước ngày tàn. Chúc cô bác xóm ở làng ghi hiểu, cậu về cam chịu cô đơn, đồng đạo đừng có buồn hờn, hưởng mùa mà xuân mới kêu sơn cái dài dài. Kính thưa quý vị đồng đạo hôm nay, giờ gặp đồng đạo mà nếu cô nói á, nếu mà tất cả các ông không để lời gì uổng, mà nói hoài nó mãi còn không biết nói gì ở trong này cho nó hết, cho nên nó tâm hoàng cốt niệm nó đi nó khùng á. Nếu đồng đạo của bác đừng có buồn, có nhiều gì đến chấp đứng cậu nó thua, dấn chắc làm chi, tội nghiệp. Cậu là một chị ăn mày mà, chứ cậu đến là cô xin cái gì? Đồng đạo biết không? Cậu đến ở đây nè, đến tại ở đây cậu xin cái gì? Cứ xin hai điều kiện thôi. Từ bi để sống để coi đời, để hiểu biết, để thuyết minh chân lý, để bộ óc của tất cả các đồng đạo ha, rất sáng suốt tinh tấn bao giờ để phúc hào Phật hiện. Cậu xin giúp cho tất cả đồng đạo, dân chưa có sợ đâu. Đến chào Phật nó bắt buộc tất cả mấy vị này nè, lập lại đại bàn đại thế này nè, để kiểm á thì phải làm đạo lớn nữa. Gian tà tập tử xảo ngôn tu giả nói làm việc cho Phật mà làm cho ma, thì có cái máy siêu âm ra. Máy đó của ai? Trong chiếc tàu vũ trụ này có đủ thứ hết trơn, nhưng mà tất cả các bậc kia không có tường, cho nên mình làm việc như vậy đó là không ai biết hết á. Sau đây có thể là nào kiểm việc người hiền đức, người gian xảo, người tôi đã phân loại. Thì được phân loại ba loại người à. Rồi chừng đó ai kiểm thì tụi người kiểm cho ai? Thánh thần tiên Phật đều sai khiến mượn cái sắc phàm này hết, cùng các nước ngũ châu, nước Nhật, nước Tàu, Ý, nước Úc, nước đủ thứ nước hết à, nước Anh, nước Pháp, nước Miên, nước Thổ, tất cả các nước, nước nào có nhiệm vụ gì thì làm lấy, thì nước nào gì hay đỡ khó thì trả máu, đưa tiền trả tiền, giai khổ trả khổ, giai chi của Phật cái Việt Nam phải đem ra trả hết. Chết rồi, chị này trả tên cho mình rồi, không có làm tôi khỏi đây. Đáng sống đi coi Đồng Tháp 10 là thành Sài Gòn mới ha. Những đường xá cầu kỳ đều phải thiết lập để phát mau, dọn dẹp cho lẹ trong ngày tự quân. Kính thưa cậu, nghe đồn mà nói mình tu chết hết trơn, không có chết hết. Chết tu gì? Mà tu không hưởng gì, tu làm gì? Hỏi gì chứ ông mua bán tạo tầng làm tàu biển đánh cá dân dân làm ruộng làm nương làm hãng xưởng không để tiền mà anh gì mua vàng. Tôi để tiền ra cho bụi ông mới bằng chi à, để số tiền nó mua vàng để rồi cất nhà lầu. Nói gì đời, tôi nói gì đời, tôi làm gì có ngày cũng được thứ đây chứ, có ngày mình cũng được rỡ ràng tất cả chứ không tôi gì phải không.
cho nên thế nào cũng phải hưởng được. Tôi nói tiêu diệt hết, từ đài tiêu Phật mở đâu, trung ương mở đâu, ai là người tiêu Phật nói ra luôn ở đây cho nghe. Mình ông thợ hồ, thợ mộc, tài xế, bác sĩ, cô đỡ, chị viết, cô giáo, toàn là Phật hết à. Vì sống trong đất Phật, người của Phật nha, chứ không phải là thành Phật dễ dàng gì đâu. Từ Đức Thanh Nhà Yên, từ Đức Việt Nam Thái Bình, dân tộc ta sống thành phố mới, phải không? Từ đó đó tôi, đắc đạo thành thân, chim thân, bây giờ ai cũng nói tu giải thoát không? Không được. Cậu nói, bởi vì cậu nói vậy cho nên ta ghét, tôi kiếm cậu, cậu giết mà kiếm quản có, phải không? Về đây cô ra đây cậu là mấy cô, không kiếm được, không có vậy thì kiếm được. Cho nên cậu nói đừng có buồn, phải không? Thành phố mới có nghĩa là Đức Việt Nam được thành vườn. Dân tộc Âu Ca hết cuộc chiến tranh bùng nổ thế giới, các nước có thể tranh giành rồi, trả quyền tự do cho nước Việt Nam. Đó, chuyện đó trời đã sắp đặt đó. Dân tộc ăn đồ đi chơi đúng không? Không thèm làm mà có của ăn hoài à, tại sao? Cậu nói thì dễ dàng, giờ làm một người cả gia đình nuôi không đủ mà đổi khác, rên rỉ thôi, quá trình thôi. Tại vì trượt bẩn còn nhiều lắm. Sức hút của địa cầu này làm sao mà kể ra cho xiết ha. Bởi ngày Phật ra đời nè, được đấy không? Tiệm quán ca nhạc vũ trường cái gì đó đủ nó hết trơn, đừng báo báo ai, báo Phật. Phật ai, Phật ở đâu báo? Phật là cái gì đó? Tăng tu cây trường các vị sư, các vị nói chung hết trơn á, cũng bị rớt hết à, do nó báo à. Ca sang múa hát tạo món ngon đủ thứ, hồi đó có cái món ăn chợ chừng 3-4 cái quán ăn năm đó. Bây giờ một chợ cả ngàn cả trăm cái quán ăn, đừng thu hút. Đừng mà người đạo, đừng xa ngã vào cũng như là báo Phật đó. Chứ phải tầm thường ha. Còn ra đèn đỏ hết trơn không, đi tới đâu là đèn nhạc reo lên, không có cho Phật đắc đạo. Đắc đạo chi uổng. Người ta báo tới cùng, thấy gì mà mừng rồi đó. Mừng cho ngài Phật cần xuống làm như vậy đó, phải không? Từ kiệt, huệ, đói, khổ thì kia tôi quay đầu về cửa Phật hết. Nếu mà sung sướng quá đó, không? Không có tu. À, thành ra, từ khổ với nghèo á, từ đây mới biết. Thấy không? Rồi... thế chứ sao em mới xiết mới cầu, kể từ đấy là nghiệp nợ chưa xong, một tối đó, ngóng trông muôn thở từ đây sắp tới vậy đó. À, rồi đừng mà thảo cha đồng đạo hay là người ngoài phàm tục này kia đó ha, trở thành người tu hết, chứ mà không có cơ cục này làm sao được, phải không? Tôi thấy hiện ra tôi biết, cho nên á bây giờ chị thấy ông nói nhiều quá mà cậu nói là băng là đi, nó băng là đâu có ở chỗ được, phải không? Còn biết trước hay nói là đi mất rồi, đi khắp làng, khắp tỉnh, khắp nước luôn mà. Nói bổn phận phải nói thôi, chứ còn biết chứ. Có khi tôi đâu có dám nói, mà phải nói. Vì thương mới nói, vì buồn còn bốc thân ra. Sự việc nó đã như vậy đó. Kính cho tất cả đồng đạo. Sau cùng còn nói nước Việt Nam thành, mình chưa có vua, có chúa. Thật ra hôm nay á, phải như vậy nè. Nước Việt Nam của chúng ta, sau đây tôi quý báu không biết dường nào trên. Ráng sống coi vua, coi chúa gần ra đời rồi. Cậu tiên tri xong biết nữa, cậu cũng phàm tục mà cậu đã biết, nhưng mà ngồi buồn nói việc kiếm cơ mà. Nói trong đời tục, nói giờ đời dính. Nói cho chính sĩ tình, an lạc. Nói cho dân, tự giác giác tha. Nói nhiều, mới biết, mới hòa, mới thanh, không được, mới là người tốt. Nói cho nhiều, không? Thành ra cậu mới nói vậy. Xin kính mong tất cả đồng đạo, còn cái ngày thành niên được chừng nào cậu? Chừng nào tất cả đồng đạo tu hết đi, tu thiệt hết đi, ngày đó đó. À. Cái nhà dở ra mà bỏ đi uống cà phê, đi chơi, đá bóng, đá banh, đi uống rượu, đi cờ bạc, biết chừng nào chứ thành đâu cái nhà. Ông thợ hồ cũng làm biếng, thợ mộc cũng thèm lợi sớm, thấy không? Rồi bài bên bố trận, nếu mà các ông đó mà nhúng tay vô mà tiếp tục á, thì gia đình phụ làm được mấy hồi, phải không? Có nghĩa là máy tranh nhà của đạo đức hôm nay đó, tất cả các bậc không chịu tu mà còn lương ương, phải không? Còn nghi bán tính này cái nào không tiếp đến cái sự tôn của mình, không bỏ cái tục mà về thanh, hay bỏ biệt cái nịnh bợ, cái hung hăng, cái dữ ác của mình, thôi thương người ta vậy đó. Thấy cùi đuôi đói khổ là mình nè, mấy mốt có tia ở đầu đài này chứ trở xuống ăn mày đó, không hay á. Ra còn nói thẳng à, đừng có buồn, biểu mấy gì, biểu còn nói luôn, biểu khai khai à, nói vậy đó. Khai thông mà, chứ đâu có để mà chia mà chết chứa. Cho nên hôm nay á, tôi đang tu thật sự nè. Đáng nhớ ha, mình nhớ là cái ngôi vị đó của Phật ở trong lòng mình thờ, còn phần thờ giả đừng có thờ, không? Phật tướng, cốt, xi măng. Còn sắc diện bên ngoài cậu nói nè, xong rồi đầu này mũi trong mài cạo, quần áo thay lỡ là Phật liền, là ông thầy liền, phải không? Còn cái tâm trí của mình cạo cũng được. Phải ráng rèn lòng, từ phút, từ giây,
dù đi dù đứng cũng sửa thay đường rồi. Sửa từ tiếng nói, từ lời. Nói ra có hiếu mà nói thời hiền nhân. Nói đừng có lấy dướng nghiệp. Nói nhỏ nè. Lời nói xong ta nói thanh bay nhàn nhã, kính thưa lễ phép. Còn mình nói ra, nộ nè. Con cái nhà ta phải trở lại dạy dỗ hết cho có giáo dục để sống đời thượng quân. Kính thưa đồng đạo, ta xin tả luôn đời thượng quân là gì? Ở đâu, chừng nào, người sao gọi người thượng quân? Người đất cao thượng không còn phàm phu nữa. Vì cái chỗ thấp thỏi này đã bỏ rồi. Địa cầu đã quay đi đến thượng quân thánh đức người đó đó. Còn đức hạnh đây á. Có đức hạnh tin tưởng đâu phải có đó. Nói gì thế hiện nấy. Còn bây giờ không có đâu. Tin tầm bậy quỷ tin không ạ? Cho nên đó. Nguyện ta bà, nguyện bảy, nguyện bà. Dựng Phật lên, dựng chùa lên, dựng đình lên, miếu lên. Từ vô đó xin số đề, xin ghi số. Cho tướng được bố thí tham quá. Bố thí cũng lấy của dân cho thôi, uổng không. Hoặc là mình trồng hành, trồng cải, trồng rau. Cực khổ hàng ngày mình cho, cũng có phước. Cái đó của mình. Cũng của người ta, mà trông lấy của người ta bố thí làm chi. Cái đó bố thí cậu có thèm nhận đâu. Xin thưa quý cô đừng có buồn. Vâng, có chúng rồi đem gửi ngân hàng nhà nước đó không? Rồi đừng lấy đi giúp cái gì đó công trình đó của dân làm lại của dân không vậy là đúng chứ còn đừng có đem về mà tôi đi cúng chùa tôi bố thí này kia nọ của dân đem đưa của dân mất công á mất công là mình đến bàn đọc mướn mình còn tội nữa đó phải không có thèm như vậy đó mình tu nè thì việc hành trình phải làm nè đừng đóng góp tới chiều gia đình bối bộ ha cha mẹ bỏ anh em bỏ vợ con bỏ xa xác mà đi niệm Phật niệm ở đâu có quan niệm chánh giác chưa. Vì lẽ đó cho nên cậu muốn thuyết minh ra là tất cả đồng đạo ráng tu thiền. Cõi ta bà này hiện giờ này ma quỷ xuống động hành lắm. Mà có các bạn nói tôi lên trên trường là không sai chắc thành Phật không có đâu. Gặp yêu nhiều lắm, ma nhiều lắm nhớ không? Cậu xin căn dặn nói cho hết đi ông hãy buồn. Đó. Nhiều khi nếu mà yêu nhắn nhở anh mà nó không có thèm thật đường tăng bắt tâm tạng chi. Đó ơi, người tu là cái nhà lầu. Mà không tu là cái nhà trời đã chứng. Không? Nếu mà yêu mới vô được cái nhà lầu thì phấn khoái biết bao nhiêu cũng như nhà nghèo mà là ở được cái nhà lầu rồi thân bay biết bao nhiêu không ma chị này mà mượn xác được cái người rồi đó có nghĩa là vô nó bắt người tu dữ lắm đó. Nhưng mà nhà lầu ta phải có cửa sắt chịu khó rồi ta đâu có để thở cho vô khó vô đó. Có nghĩa là người tu phải chặt chẽ liêm chính là chìa khóa lớn đó. Không có vô áp dụng mượn xác thân được mà mượn phải chánh đáng nè nhà tôi nhà lầu này ai mượn với ông đại tá tung tá tướng mượn. Đó là triết lý bên đời, nói ví dụ, nhà đất gì ai mượn xích lô xe kéo. Mấy cô bán hàng ngoài chợ, hàng rong, hàng rảo mượn. Có nghĩa là người tu có các cấp trên, người ta mượn nó làm gì cho Phật. Mượn sắp cần cũng như cậu mượn sắp cần coi. Còn không tu, không liêm chính, nó hung bạo này kia nọ đó không? Tham lam, rồi chửi cha bắn mẹ cũng lên, nó cũng về nữa. Xích lô xe kéo đó. Là có nghĩa là uống thuốc rầy mượn, rắn cắn mượn. Nói lại, vì cậu khùng rồi cậu nói đại phải không? Mượn vô nhập lên xưng Phật tổ Phật thầy Thích Ca Mâu Ni được không à? Nhưng mà ba tiếng sấm tôi hồn tan ra tôi bụi thôi. Cậu chỉ mong tất cả các bậc có nhà đóng cửa kính lại để dọn dẹp nhà cửa mình để ở không cho ai mướn không cho ai vô vô nhà đuổi không ra chị không có nhà ở vô đuổi không ra vô ăn thức giật luôn nhà có nghĩa là nó mượn rồi không ai cứu được lem vô không cho mượn không cho mướn tôi có nhà tôi giữ tôi ở phải không kỳ này mạnh ai lấy lo. Có nghĩa là kỳ này hồn trận nó xuống đây nó giặt à. Vì vậy còn quyền linh đó. Nhất tà lơ gì thất sơn kỳ này rồi. Tất cả các bậc sống đi coi các gì ấy ra đời. Hồn phong quán võ bay nửa lưng. Còn cậu nói nó không biết gì hết á. Bị hỏi gì không biết hết á. Còn buồn ngãi tề phép dữ lắm. Đây nay mai rồi cha mẹ mình vừa bị chết đi. Lại vuốt mặt cái sống này ngồi vậy. Hỏi con tôi đâu. Hay cái tiết trơn đó. Vì vậy không theo tôi được bỏ đạo theo gì hiếu thương cha mẹ. Nhưng mà như đó ta cũng sẽ còn nghiên cứu lại. Không có thể linh gì được. Vì linh bất linh tại ngã mà linh không linh tại ta. Thời kỳ này chứ không phải là thời kỳ tập trung tư tưởng của đời thánh đức. Nếu mà thánh hiền hết trơn rồi là linh cho bà coi. Còn bây giờ chưa có linh đâu. Mà Phật thì đâu có linh gì. Dạng sanh linh chứ không phải tầm thường. Phải không? Ông có nghe tôi nói không? Cả dạng sanh linh. Chứ đâu phải nói ông Phật linh không đâu. Phật thành rồi mình sắp thành Phật như Phật vậy. Tại mình đừng có làm. Vì lẽ đó cho nên á. Hồ phép ngãi rồi này kia đánh đuổi tạm. Kỳ này âm sao dương vậy nha không? Ngoài đời cũng giật tiền giật của thì ma nó cũng đang giật mình. Đó ma cũng giật á. Cái giật nó bắt mình. Nó đối khác nó cũng ganh tị nó cũng làm tối bụi cho mình thấy đó ma không? Trên mỗi gia đình nào cậu ngồi đây cũng thấy cũng lộn xộn. Chém nhau, giết nhau, đốt suối anh em, tiếng lộn. Tôi nghĩ là đám ma nó suối đó.
giờ đây nó xuống tới cấp cấp lớn nữa kìa, làm việc vậy nếu bất chính túi là một phút tan tầng nữa thôi bụi thì ai tôi cũng bác đạo chứ. Nói cơ cấp của nước Việt Nam mình, ai làm lớn cũng muốn giữ là cơ đồ nước Việt, không ai muốn sai. Có nghĩa là nước Việt Nam mình là nắm cơ đồ trọn vẹn, nhưng mà không liêm chính bị sai. Tôi nói đừng có buồn. Nói chính nghĩa, nói lý trí, không phải nói bằng ngoài thông dung đâu. Tự là mình tu, mình cũng muốn hòa đồng Phật, chứ đâu ai muốn trở xuống đâu, phải không? Nhưng sợ dĩ không liêm chính, không sạch sẽ, không cố kiên trì, không can đảm, không đại hùng đại lực, sẽ bị sai trong thời gian. Thì các ông nhà quốc chức cũng vậy, cũng lên nắm những cơ đồ để thương dân nắm nước lắm chứ. Nhưng vì hoàn cảnh cũng có nhiều sự khắc khe đến mà ông chịu đựng không được thì phải xa thôi. Xin cứ thưa cho quý vị, hôm nay có phải cầu nói chính trị không phải, nhưng mà cũng đúng là chính trị. Nếu chính trị mà được người mà không chính trị không được, gia đình của tất cả đồng đạo mà cha mẹ không liêm chính trị không được, không phải liêm chính phải hiền chứ không có tứ đổ tường, không có sai đây nhiễm tất cả rồi mà trị cái người con trai con gái được đâu. Thì hôm nay cơ đồ cái việc này cũng vậy, nếu mà tất cả các bậc liêm chính thì không ai vào cai trị nước mình được, nước mình cầm đủ tọa đúng cơ đồ. Cậu xin kính mong tất cả các nhà nho giáo tham khảo lại coi. Còn một vị tu sĩ và cư sĩ cũng vậy, nếu ta liêm chính không có má nào mà vào người ta được. Mình là ma chứ ai, là quỷ chứ ai, rồi cũng yêu chứ ai, phải không? Đó, rồi mình tin cũng mình, tục cũng mình, rồi mình phàm cũng mình, thánh cũng mình, thần cũng mình. Thôi. Vậy thì tất cả các đồng đạo nước Việt Nam của chúng ta, anh chị em ráng trùng cũ tu bổ lại đi, từng nhà một dạy dỗ con lễ phép, ăn nói thuần, đừng nói động ai, đừng dọc ghẹo, thấy cô bác kính mến chào hỏi cách thực tế lễ phép, với sự hiện diện ngoài đời con đừng, cháu đừng có dư hương ra ngoài khổ lắm, nghe theo lời giáo lý của cha mẹ dạy thảo hiền đi thưa về trình bằng một khuôn độ rất lễ phép là đủ rồi. Thấy của rơ không rọt, không ý mạnh hiếp yếu, không nịnh bợ mọi người nào, dù vàng chất chồng tới đâu, thà ngậm dành sẵn còn. Ta không ai đốc xuống ta làm việc quấy, cấp trọt gian tham hiếp rồi, tham nhũng của người, lấy của tư làm của riêng. Như vậy là mình dạy dỗ con cháu từ công án việc làm, từ hành động đó là tu đó. Xin cho quý vị, chứ không phải là lời nói không tác nè. Không đùa mẹ đéo bà chữ rủa, chứ đời luộc quần dân tộc chẳng có, đời sắp khổ ai bay ra cớ sự. Tâm thanh tịnh cũng như có gương tự sự, lòng mình tu mỗi thứ đều ra. Ở nơi đây là chốn tá bà, cậu giảng chút rồi cậu về nhà đồng đau. Thương sinh chúng sợ rằng gặp đời hung bạo gạn đảo trời, giai thảo bất thương. Ráng tôi đi cậu đợi thì chờ nước sắp đã tràn bờ như thác. Tôi phải hiểu từ tha tự giác, ngộ lòng rồi bát ngát, phải ta ngủ thế nha. Cậu thấy rõ tóm loạn, hiếu hoàng. Đời cứ chạy theo đời xô, đời xanh mà đời không tu cái tánh phàm trần. Sau đây rồi Phật lập lễ đài, ngài thiết định phong thân kỳ cho, thiếu đức hạnh không trung bị lọt. Nghe cậu phân đau xót, giường nào phấn tu cầu, anh chỉ mau mau lời cậu giảng làm sao. Xin kính mong đồng bào anh em ở nơi đây, bữa nay cậu sẽ nói văn tự nhiều hơn về việc mình tôi đã tập lắm. Sửa đạo làm người mà sửa chưa được á, thì làm sao lên ngồi làm tiên Phật được. Xin kính mong tất cả đồng đạo đừng có buồn cậu như không. Bây giờ là sĩ, nông, công, thương đều tu được hết. Cậu nói tu đâu có dễ mà chỗ nào cũng tu ha. Khi tu công việc làm của mình, một ông bác sĩ không có tráo thuốc giả mà. Một ông thợ mộc, ông thợ hồ, một ông tài xế lái chiếc xe phải bảo đảm trọng trách nhất trong xe như thế nào cho hoàn toàn trách nhiệm của mình, nói với tất cả quan khách đi trên xe phải dịu dùng cái ngọt bùi với người ta không đó, đỡ nâng mọi việc. Khi đi bán buôn hàng hóa dân dân chi chi cũng là tu nữa. Làm ông thợ cài, cài cho sâu cho dân chúng làm ruộng cho chúng cũng là tu đó.
đừng có cài tầm bậy tầm bạ, nó cài ẩu tả lách qua lách lợi cỏ còn nó cũng lợn của tôi nha, ăn chơi trường cũng biết thằng ăn mặn luôn đó. Còn các vị nông dân cũng vậy, về nghe là tôi nói chứ không, đông lúa đông phai rồi cho ta cân rồi cho đồng bằng, đông lúa được cái vỗ thùng mà lưng nhiêu đây rồi đó, ăn chơi trường cũng biết thằng ăn mặn luôn, còn hăm dọa vậy đó mới đáng. Cái đó là giả dối, tụi mình thật sự ở đông cho đầy người ta, cây vườn lá nhà gì đó phải không, cây nhà lá vườn có thể mình thêm cho người ta về tập mừng. Thì ông có đức quá, hiền hết sức ông đông mà còn cho mình ở đó, thấy hồi cái phục đức mà để chỗ đó nó chưa đâu, vì như vậy không tưởng đâu làm đại à, phải không? Mình biết rồi, mình biết cái đó là ẩu rồi sao mình còn làm đại, nó mình làm đại là đại tội đó. Còn mấy hôm nay đó mình công minh chánh trực, dù người đó nghèo đói cỡ nào đi nữa ha, mà chửi mắng mình rồi bố thôi kệ, tại sao không biết cái đó không là cũng đòi nữa không, trả vui lại người ta vui vẻ mát mẻ người ta nói thôi kệ, tội nghiệp cô đó quá, cô thiếu nợ mà cô năn nỉ mình thôi cho với không, người tu mà buồn á là nghiệp còn hoài á, vui vẻ mát mẻ lên, con cái gia đình cha mẹ còn đấm kịch nhau để nó chơi rồi chết cái khóc mướn khóc giùm nhau khóc thôi quá chừng, chú có về cười sao khóc nữa đi, không khóc hoài cười chứ vậy rồi chờ ít bữa đi có chồng khác, chồng ít bữa có vợ khác thấy không, giả dối quá cho nên còn phải làm sao cho thiệt, không có khóc mà tự phải lo cho tròn, vì người đó hết cái nghiệp trần rồi, đưa ta về cõi ấy đi không, mình ở đây đi lo, mình cũng đi với người ta bây giờ nè, mình đi sau, ta đi trước. Người chết trước mới làm phước, người chết sau thấy hết trơn rồi mà sao không có lo tu, để mà tạo chứ, bởi vì cái thâm tâm nó nghi lắm, nhưng mà cái tay này quẹo nếu đừng làm mới làm đại. Cho nên bây giờ là các bậc tu cũng sai hết, ráng sửa lại một không hai. Chiều nay nè đói thấy mồ còn có ba lon gạo mà người kia này đói nữa, đòi tôi cho mượn hai lon, nhà anh đông nhà tôi có hai người ba người rồi, lại cái bà vợ nó không được rồi, mình đói quá mà không, tôi đã hứa rồi, thà là ta chết đói mà giúp được người cũng có phước hơn ta ăn đây mà ta không giúp được ai ăn, rồi miếng đất ta tì ra nó đã nhốt quá chừng nhiều rồi nó đã chứa nhiều quá rồi, ăn chi cho mất công phải không, thôi đi giúp người ta hai lon gạo đi, bà vợ ghi lộn lên không cho, tôi nhịn cho bà ăn, tôi đi xin nhịn ba ngày để trừ ba lon gạo không, đó là thánh đó, chứ không có xa lạ, cũng thánh không làm mới được, còn mình phàm làm không được phải không, mình cứ nghĩ là để mình ăn cho no, thôi đừng ăn nữa đi đồng đạo, bớt lại đi, bớt ăn bớt tội bớt lỗi rồi bớt làm luôn nữa phải không, còn hồi đó giờ làm thôi tính toán nát ốc nát tiếng, bởi cái năm nào mà còn tiếng còn nói là ba cửa đề lao sắp nhốt đồng đạo, nhất là ốc giàu mất của thiệt cơ nói ha, bây giờ y là có gì vậy đâu kiếm cầu còn trốn không có cho thấy phải không, bị y là còn trốn không làm cho thấy, nhốt trước nghèo đau tâm, đề lao thứ nhất ở đây nè, đề lao thứ hai chết rồi, tết nay không có gì mà mua cho con ăn, gạo chưa có hộp nữa, quần áo tả tơi nữa, nằm ngủ cái tâm trí cuồng quẩn tháng đêm đó là đề lao đã nhốt rồi đó, tuổi thân của mình đó nè, cực khổ mần gì mà quá chừng tàu biển đánh cá ở ngoài giang giang đen hù ha, còn núi thì dầm xuân giải nắng làm đi, để làm gì để mua cái truyền hình, mua cái nhà lầu, mua quạt máy, mua cái giả không à, rồi cái thân này bị quại á, rồi đau đã nhốt nữa, bị đầu phụ tùng bây giờ mắc lắm, còn cái thân là cái xe thay lần mấy chỉ vậy đó, mà thay đồ bên nước ngoài chứ đồ nước Việt Nam này đồ thay cũng chắc đi chứ, có nghĩa là cái thân này mà bị bệnh nó là mũi thuốc biết bao nhiêu tiền chưa, không có mũi thuốc đó chết hoài, cho nên mình phải tu thân rồi mà đắp kim thân, tất cả đồng đạo phải dưỡng trí, dưỡng thần, dưỡng thân nó mới tồn tại, thấy chưa, Phật cũng tu phải bỏ ngay vàng cửa ngọc vào đường tàn này ha, cực nhọc ngồi tu, ngồi để mà đánh đuổi những cái tâm tà ma khốn khổ của mình ra để siêu qua thánh, ngồi yên nhiên thanh tịnh sớm tới chiều để luyện đạo an nhàn an nhiên, ma quỷ mà có lợi báo năng dưới ngày cũng tự nhiên ngồi mà thắng chứ không có gì, yên tịnh thắng à, chứ không có lấy tay quýnh, không có dao, không có kiếm cung, mà không tác nạt làm thinh thắng à. Bây giờ nói các đồng đạo là cậu học nghề làm thinh nhịn nhục là thắng, ta lại ta giao búa giao quýnh mình làm thinh ngồi đó niệm Phật vui vẻ mát mẻ nha, ta bỏ về mà ta mắc cỡ nữa, khi ta về ta đi muốn không nổi nữa ha, bị mắc cỡ quýnh không được mình rồi đó, hết Phật vô lượng vô biên, có nhiều vị trợn mắt lên rồi đó, cái mình xui cò mình ngồi niệm Phật về mình nhịn ta hai tay về cho ta để dao nhẹ xuống cho ta xiết mắt rồi ta mắc cỡ ghê, còn mình lấy cái búa cho ta lấy cái dao hai người quýnh nhau chết hết trơn, bởi vì cho nên khác lạ thường người tu, cho nên hôm nay đó về sự việc của mình á rất là đại tội. Kính thưa ông bà cô bác, hôm nay cậu là gì xét tội chúng tôi, không phải cậu kiết minh ra để mà nung chí nấu lại món ăn của tất cả đồng đạo đó nấu hôm qua để trong tủ á, nay nó muốn nguội rồi đem nấu lại cho nóng ăn nó không có bị trúng thực, phải không, tại vì
năm nay có tu rồi, nhưng còn nhắc lại để rồi kẻ bị đời đó. Tinh thần mình là chi phối nhiều rồi, cho nên hôm nay ráng cố gắng. Rồi cậu nói lại, hồi nãy cậu nói sơ lược hồi nãy mà cậu nói đo bộ ốc độ này kia nọ, ai đo? Chiếc tài võ trụ này đó, ông Nguyệt với ông Nhật, Nhật Nguyệt. Chứ có ai vô, phải không? Bắn đi bắn ngày, mấy ông trực tiếp lái con tàu vũ trụ mà. Hai ông lái à. Nhưng mà kỳ này bão giông lớn chắc kịp quá. Bắn không? Cái ông Nguyệt này nè, ông Nhật đây nè. Ông giỏi lắm. Sao đây ông kiểm à? Ông có bộ máy ông kiểm, trời biểu ông mà. Kiểm mới cho lên tàu chứ. Thôi có xuống tàu vậy đó kiểm hết rồi. Cũng như mình đi lậu rồi đó. Lên tàu rồi ta kiểm đồ, ta mới cho lên. Kỳ này cũng vậy đó. Ông nói ông tôi bao nhiêu năm? 10 năm. Tôi bộ máy rào qua thấy ông tôi không có năm nào. Thì không có vô số được. Tôi giả dối. Siêu âm ra thấy hết trơn. Nè trong này đó ông làm việc gian xảo gì gì ra hết trơn. Máy tại ra đây nè. Đem ở đây kiểm nè. Đó. Rồi có nhiều vậy tôi thử máu. Để cái máu ông. Máu không có hồng. Không có hồng hào. Không có hy sinh không đẩy. Để hùng đại lực đó. À, chừng nó lọc mà lấy cái máu hồng mới đúng là máu của Thượng Quan Thánh Đức của người Phật đó. Còn máu đen, máu trắng, máu đỏ gì đó không được, được. Máu hồng mới được. Mới giống dòng hồng lạc mới còn tồn tại. Rồi đó bỏ ốc luôn. Sao cậu biết cậu nói chuyện láo quá, không biết chừng nào thôi. Ông nói ông sáng không? Kê nhảy độ lên nó đo. Một người nông dân mà ta bỏ ốc sáng 1000 độ. Còn một vị tu đủ điều kiện tu hết trơn, đủ tất cả nghề nghiệp tu của nó gì hiểu rồi đó. Sáng có 1-2 độ. 100 độ, người 100, người 200, 300. Mà người nông dân nó không có tu. Mà tại sao được 1000 độ? Dịch tịnh luyện ở bên trong. Không còn nhiễm đời là sáng nè. Không nhiễm trượt là sáng nè. Không si mê là sáng nè. Không lo lắng là sáng nè. Không thù hận là sáng nè. Không ràng buộc là sáng nè. Không ý mạnh với yếu là sáng nè. Không thèm. Chứ chi đó để cái ốc trí này tinh vi nè. Sáng 1000 độ rồi. Phân loại ông qua đây làm tiên Phật Thánh rồi thấy chưa? Chị lấy bao nhiêu? Kỳ này 5000 thí sinh mà lấy được có 50 à. Ông thấy như thế nào? Lấy có 50. Rồi còn mấy chục này làm gì? Thôi kệ biết chữ cũng đỡ. Có nghĩa là cái nhà này dở ra đúng không? Cây cối đều lấy hết, nhưng mà lấy cái cây nào để đóng được cái tủ, cây nào làm cái nhà, cây nào làm ghế đổ, cây nào làm ghế ngồi chùm bẹp, cây nào đem đút lò chùm cũng thấy chùm. Xin kính thưa các bậc đừng có buồn. Đây là nói vui vui cho đồng đạo hiểu thêm. Lấy hết chân có bỏ một người nào đâu, nhưng mà lấy như từ cơ cấp hạ cấp thượng cấp vậy đó. Mình phải làm sao cho đại nghĩa đại nhân. Ở ra đây ai thương mình thì cầu Phật thương mình rồi đó. Còn ở đây người ta nói bà đó, ông nó tu gì làm này kia nọ là rồi, không ai chấm cho mình. Đức Thế Tôn mới gọi hoàng thượng đế mà. Thì việc hôm nay nó làm cho chánh pháp thực tế bên ngoài, hiện giờ này tu cho thực tế mới là vô dòng được, không thực tế không được. Cái cầu thôi gần đường ông kìa, ông đáp, ông đắp đi. Hôm nay cầu gì dùm tiền, có ông đạo nào đắp mấy cái cầu đường quanh qua vô không ông đó. Không, đó là tu đó. Chứ không phải tu mà ngồi đó đâu. Bởi vì nước Việt Nam chứ rồi việc mà. Xin kính mong đồng đạo đừng có buồn. Hôm nay cậu nói ba lưng ba trận với cái sự này kia về sáng cố gắng. Đi ra chợ nè mà mấy cô còn trật, mấy bà còn không trúng kìa. Tham lam vô kể, cậu đình thấy mà. Cậu sao nói liêu điêu quá. Rau mua cải mà sóc xảo đổ hết trơn của người ta được, hai ba bó tham dữ quá. Mua bó nào thì lấy bó nấy cho người ta, tội nghiệp. Ta bán không có lời mà hư rồi chiều trưa ta về còn nó ta bán lỗ làm sao. Nhưng mà nó mình tu chỗ nào đâu, phải không? Cô bán cho chị 2 bó rau. Thôi chị lựa đi thôi được rồi, con cứ đưa cho chị đi lựa hư hết quen đi ha. Thấy không, về rồi mà còn kiếm. Cha chị đâu nay không đợi mua nữa. Thấy đáng tiếc không? Mà mình đâu có nghĩ gì ăn, thêm bó nữa cũng dồn trong cái bao bố này đây, phải không? Rồi thêm nhiều đi nữa cũng mất à. Trời ơi, cậu thấy khổ quá. Bao nhiêu thú cầm hồn linh dạng vật nó nói chuyện nhau đó, tụi giờ nó quánh giặt đâu này nè. Thấy không? Giờ bận quá đi, không? Cho nên hôm nay ráng làm sao đi tẩy sạch cái trong lòng trần của mình ra hết đi, là mình thành tiên thành Phật thôi. Có đi mua hàng quá nhưng mà cũng còn đại tội, đừng có nói gì tôi tu ở đâu bây giờ. Sự việc của mình quý cô quý bác kiểm lại hết đi, mình trật lắm. Nói năng anh chị tiếp khách mà còn phân loại nghèo vô mới tiếp, giàu mới tiếp. Như vậy làm sao tu? Đó. Sự tu của mình phải ráng cố gắng thương nhau, mến nhau, yêu nhau, tình thương nhân loại giang hòa. Anh em một đạo một nhà đó thôi, đừng tranh chấp phân ngôi quan uổng. Ráng đi trò chuyện đắc công. Kể như sự việc là xong bây giờ, cậu giảng chỉ ông đo lường Nam Mô Phật. Hôm nay bây giờ cậu xin kính tặng cho đồng đạo bài đây thôi. Còn hôm cũng có bài rồi, bài khác nha. Khác hết rồi nha. Bây giờ hôm thì đánh, chứ bằng đánh thì này thua hết.
thua ba nhà bảy cửa thua hết trơn à. Nhưng mà kỳ này không có đánh thua mà giờ đánh vô tô. Coi ai còn ai mất ai đói à. Thầy thua rồi cũng phải đói nữa, phải không? Chỗ nào đói trước, chỗ nào đói sau. À, chưa biết bị chỗ nào đánh nhiều là đói nhiều à. Bị thua cờ bạc hết thì còn gì đâu, phải không? À, cho nên hôm nay cậu tặng ha, nay mấy rồi? 20 à, còn rồi. 20 tháng chạp, ai hạt thì ngồi. Cậu nói lâu thôi, đáng coi chút xíu. Thời kỳ cổ biểu, cô bác ráng lo, đừng sợ đói no từ đây sắp tới. Hoàn cầu, thế giới bốn biển năm châu. Cậu về cậu tâu, Ngọc Hoàng thượng phụ, nổi ra ví dụ cậu thích nguyện. Vô lượng vô biên, ngửa nghiêng sắp đến. Thiền kia xa bến, chẳng rước đâu nào kính chúc đồng bào anh em cô bác. Ráng về một lát rồi sẽ thấy tường. Sự việc không thường, dặn dò chút nữa. Binh trời khói lửa viên ngựa đông sông. Các chị các ông ruộng đồng khô ráo. Từ đây cậu bảo hải ráng đắn đo. Mau bước lên đò Tây Phương cậu chở. Giờ này nhắc nhở anh chị chút thôi. Ráng nhớ mà coi ai tồi ai bại. Ai không ai dạy sao sẽ biết tiền. Đói ở thị thiền, đói điên đói đảo. Còn ta người đạo, vẫn thảo vẫn gai vẫn có ăn hoài. Chưa trong trí đức, vàng muôn triệu ức ôi hỡi chẳng còn. Chúc hết bà con làm con biết mấy sang năm rồi thấy sự đói mới ra. Giật cổ giật nhà, giật là giật lụa. Giật thôi túa bùa ráng sống để xem. Giật chị giật em bên rèm hết sáo. Cậu về cậu cáo với lịnh Phật Dương. Mau phương mở trường cứu đường nhân thế. Để thôi vô kể làm kế quỷ tà. Giật cửa giật cho nhà từ đây điên đảo. Nếu ai ngay thảo sẽ được ấm no. Qua biển có đò sông to tồn tại. Ai không ở trại ai dạy ở nhà. Nó tới kia cả người đâu có biết. Từ đây ráo riết có mọi sự an nhiên. Ở đất Hà Tiên sau đây khổ lắm. Đừng nên mua sắm anh chị dịu dời. Đổi hết người ơi Bạc Liêu tâm á. Tự tha tự giác. Ôi hỡi mớ tồn, sống để tu hồn, tu thân tu phước. Ở đâu đới trước, chắc lẽ hải phòng. Ở đâu khóc rồng, chỉ cho cô bác. Miền Trung tan nát, đói khổ chơi vơi. Dậm đất kêu trời, mây văng sóng bủa. Mất tài mất của, mất đũa mất cơm. Quỷ quái thâu dòm, ai ôm cho được. Nói ngang nói ngược, ít phước trao thân. Chắc lẽ lần lần đói đau suy kể. Không tu ra bể, trôi nổi ngoài cồn. Bao cảnh dập dồn sát hồn tan hết. Chắc là chắc lết, chắc chết không còn. Ở đất Sài Gòn đói đau phân nửa. Binh trời khói lửa cứu chữa được đâu. Cậu thấy cậu rầu Bạc Liêu khóc có khổ. Cậu về tu bổ biết chỗ biết nơi. Cậu lại nói chơi cơ trời hiện đó. Từ đây là mọi sự đến rồi. Cậu nói dân ơi, ra coi xem thử. Hai người hai chữ có cử được không. Chỉ có tấm lòng hiền nhân mới sáng. Thấy đời quý đáng biển cạn non mòn. Chúc hết bà con thôn dồn nước mắt. Đừng nên ra rắc ở với người hiền. Đói ở thị thiền tên là biết mấy mùi kia. Rồi thấy thân nọ từng tri. Không đến cũng đi, không ly cũng chạy. Đói nghèo nguy hại, ái ngại vô biên. Cậu thấy như điên, như khùng, như khiệu. Chắc rằng càng chịu cậu cô được đầu. Kẻ ở nhà lầu cũng tâu hết ráo. Từ này tội báo phải trả, phải dài. Cậu nói đêm ngày, sáng mai nói nữa. Nói đặng cố chữa, đứng giữa không trung.
nói tiếng điên khùng ung dung sao được, nói ngang nói ngược nói phước nói đầy, nói của đức thầy sai đi mới nói. Ba ngày ỉa ói bỏ xóm bỏ làng, dân chúng nghênh ngang bị tràn trừng phạt, đừng có độ nạt ăn hiếp người dân, lập đại phong thần cần công lý. Giờ này cậu chỉ anh chị ráng thường, ráng có tình thương từ đây mới khỏi tớ màn ỉa ói bệnh tật liên miên, thiếu của mất tiền mà đảo điên bề bộn, thật là nguy khôn. Hào tôn tới nơi, cậu chẳng nói chơi, Phật trời biểu nói ba mo bảy gối cũng sẽ không còn, tiêu hết ra hòn từ đây sắp tới, hoặc cầu thế giới bôn bể nằm dầu. Nó cũng lo đầu, trắng tay tay trắng, ai ơi cố gắng tu đặng sao thành, ai có đức lành từ đây mới dèm. Đừng để hổ thẹn giới hội rộng mây, cậu đã về đây do thầy lĩnh chuyển. Trước đi cầu nguyện sao thiện pháp vàng, nói xóm nói làng, nói tan nói đến, nói rồi cậu mến, cậu đến rước đưa, nói khổ, nói trưa, nói thừa, nói nhận, nói là đời cận sân hận nữa chi, tôi xếp mau đi, đặng mà hồi hướng, đừng để bụi dương, khổ lắm dân tình. Đây cậu đang xin Phật thần chứng kiến, về đi cầu nguyện tu luyện trong lòng đặng đón giống dòng năm phương thế giới, từ đây sắp tới khổ lắm dân ơi. Dẫm đất kêu trời, căng qua bên lửa, đói thôi nghiêng ngửa, đói giữa địa cầu, kẻ khóc người sầu, kẻ rên người rỉ, ở đâu cậu chỉ dân chúng ráng ngờ, hãy ráng đợi chờ bên bờ sông bãi. Một hồi cậu nói cho được giá bài Nam Mô Thịt giá hả? Nãy giờ con nói thịt giá đó. Tính thức như cái gì? Đó là lời cùng kiểu của cậu đó. Mà thiệt chứ, thành đô, thành thị đó con nữa. Để coi, con nói sao giờ ở nhà lầu không xuống hết trơn. Ngộ lắm, trời đi xuống á. Cho nên hôm nay á, tất cả các bậc đừng có buồn. Đổi lại rồi, ngộ lắm mà. Có nhiều vậy sao cậu ơi, đời không đổi, cứ nó đổi hoài. Thấy đổi chưa? Không thấy đổi chưa? À, mấy người nhà lầu mới giật của ai đâu, bây giờ giật mà khiến trời khiến phải làm, ngộ lắm. À, cậu mới giật nhau bởi cậu mới giật của ai, cậu chỉ giật tất cả các bậc hiền lương thôi chứ không có giật của giật tiền ai trơn á. Nhưng mà đừng làm theo cậu, cậu làm gì là dân khổ nấy rồi, nó không đừng làm theo chi khổ dữ vậy nữa ai. Bởi vậy cậu quyết trả nợ không gian kỳ đi ra nhà nước chứ, cho nên bị chết hết trơn cái đám. Bắt chước cậu như vậy phải không? Kính thưa chú quý vị, cậu nói khùng điên ở đây đừng có buồn. Bây giờ cậu xin chiếc qua đôi lời nữa cậu nghĩ ha. Chúc đồng đạo ở đây xuân mới được hưởng một mùa ấm áp. Từng mỗi nhà rạch giá anh em cô bác, đồng đạo thân yêu, ráng cố gìn giữ bậc trung can đức ngài đã trấn an nơi miền hải biên cuối thổ. Thì chiếu lệnh đây đó, có tất cả các vị trong quan đại thần cụ thần thượng nặng, các ngài đã trấn ải nơi miền để độ dân cứu chúng rất trung can, làm người dân tộc tốt. Đó, chứ nói về mà tô mà không có đúng á, thì sự tiêu diệt của đại đạo hành binh của các ngài là mình không còn tồn tại đó. Cậu nói ngay thôi, dù phải tự có chú vàng rồng bạc nén gì cậu nói bao nhiêu đó thôi, chứ không có tạo điều kiện được gì hết. Cho nên ráng dù đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng có sự trung minh hay kêu ngài hộ. Tai nạn điều gì còn sự làm hành động mình bất chính đừng kêu, kêu phải bị tiêu diệt đó. Bị kêu lợi đừng mà ông xem xét, ông thấy hôm nay ông chặt đầu mình, phải không? Cho nên hôm nay đó, ở đây là miền rạch giá hồi kia đó, ngài xuống đây ngài nói chỗ rạch giá là lành rồi chứ không phải là rạch nha. Rạch giá bây giờ giá lành rồi, lành thì cậu về nè, chứ nếu mà không lành thì về đây sao được. Thành ra lành rồi, cho nên cậu đến đây để thăm đồng đạo. Ở đây là gọi là rạch giá, mà không cậu nói mà kêu cậu về đâu. Đồng đạo nói về rạch giá không phải cái rạch, cái biển mà đâu có cái rạch nào đâu. Nhưng mà lách giá, mà ngày về đây ngày giá lành rồi, giờ cậu về thấp, phải không? Cho nên hôm nay, vì lại đó đó, thôi cái này đừng có đưa đâu đó, đưa đâu ta không hiểu đâu. Ta nói gì kia để đây xài, những cái cùng băng này để miền này xài. Xin kính mong các đồng đạo cũng kỹ lưỡng gì về chút xíu. Cậu biết, hãy băng là phải đi á, đi băng không mà, chứ đâu có ở được, phải không? Vì thời kỳ này phải vậy, đổi lại rồi hồi đó ra kinh này kia nọ, để lại, mà coi mỏi mắt nữa.
có mấy cụ già không biết chữ tu không được, còn giờ không có thời gian để lúc này giúp cho tất cả các bậc không biết chữ cũng tu được mà, thấy không? Đi mần mỏi mệt về cứ để nằm đôi tay dễ tu quá rồi, mà còn tu không được nó biết chừng nào tu nữa, thấy không? Tôi kinh thì cũng cứ tầm ra măng kiến rồi nó bề bộn không, giờ chỉ dặn cái cục rồi để nó ngồi nghe hết này, nghe qua nghe lời dễ tu, cứ tu mình vậy đó. Mà mình không tu nữa là thôi ra tô bụi hết còn gì, thấy không? Thôi xin kính mong tất cả các quý vị giờ thanh tình trong buổi trưa về nghe cầu vàng tỉnh đi trò tóc mạng niên cố lô tu đắc ánh đạo nhà thường niệm phật nhàn ca lời là cậu về rồi mong trò tu giải thoát để chúng ta bà này bắt ngát mùi thơm. Về đi đâu quá không dòm nói rằng bần sĩ đạo cũng trên đường. Cậu khổ sở nhiều sự thê lương dài dán đến nơi đây kết bạn nâu tầm. Kể như giờ tiêu diệt cũng là xong. Sao thay đổi ruộng đồng phường phố, nếu thương cậu người nên nghiên cố để trong lòng đừng bộc lộ ra chi. Vì đời nhiều nẻo hiểm nguy, cậu cãi trời cãi Phật cậu mới đi như vậy. Đồng đạo ơi cậu khổ lắm canh chày không yên lần, mến phúc ân cậu tặng nhiều bài. Được lệnh rồi thì bới pháp tắt ngay, đừng nói nữa nhân loại không tu niệm. Mất sắc thân muôn đời khó kiếm cùng lực, mình nói mở bên trong. Về đi đâu thì giống dòng nơi biển gạch giá đạo đồng thanh cao. Ráng chút nữa đi rồi ngạc ngào biết mấy, ráng tu hành cầm bảy khỏi xa. Hôm nay cậu giảng tại nhà tình thương đồng đạo của ta rất nhiều, mệt đau xe cho nên cậu kêu chiều chuông. Mến tình huynh cậu uống nắng được, ráng cậu về rồi lập lại công danh, đừng kiếm cậu nơi thị thành hay thôn già. Bụi mi khổ biến thần tác đã, cậu đi khắp bốn miền, cậu quẳng quá lộ bình minh chưa được trần ai, sống kia còn của dài dài làm sao. Nếu thực hiện thì cậu về trò quy phúc tu, cậu thấy quỷ với ma lao trong lòng, chẳng lẽ nào cậu bỏ đạo tâm không về ngự ở non bồng tu tình. Thôi cô nhớ chân trèo tái dịnh một mình trò nhiều bệnh đa tâm. Cậu về đạo ráng đi âm một mình tu sửa âm thầm thì dặn đạo sĩ cậu dựng nền giật đó, ráng tu đi sự có quần không. Nay mai tiêu rồi tấm lòng đâu còn gì nữa mà đạo trong đạo chờ. Cậu đi mất rồi đồng đạo ơi, vô bến vô bờ ở đâu mà kiếm mà chờ ở đâu. Cậu đi nơi miền biển ái sông sâu, hay là nơi cồn nơi núi hay rừng trâu trò thang. Cậu về nhìn nhận đạo sĩ đây là tu sửa hay hằng, nhìn đồng đạo xóm làng vui tiêu mến. Tiền của cậu nay mai bờ bền sắp đã đến rồi, đời đợi không nhìn đời bốn phía đông tây. Dạ từ đồng đạo giờ này cậu lui mà cậu chẳng bùi ngùi xấu dạ. Cậu vui với đạo tràng có cả biết giường nào. Kính thưa đồng đạo tại chào nghe lời cậu dặn làm sao cho thành. Nhớ là tiền giới của ai dành ai giờ phận mình lo cái bực hiền nhân. Đặng nay mai lập phong thần tên đề bán hố người dân hội trường. Sống chút nữa đi đừng có thấy Phật chúng muốn. Thầy giảng dạy trên đi đường dân nghe. Sống đi coi khổ sở lắm. Phật tử ơi đừng có e dè. Xuân qua rồi lại đến hè giang. Lớp đôi khuôn khác nước trên đàn lốt khổ khắp tràn
thăng cấp thời. Cầu cầu nguyện hoàng cầu thế giới hộ dân làng nối ở bình yên. Hộ sao dân biết làm hiền, biết câu đạo lý đơn hiền mà thôi. Nhớ cậu nói đừng bối với quý vị, sớm tu cầu để luyện trí cho thân. Đừng nên nay giật mây dành đám đi nghe cậu công thành do tâm. Cố ghi nhớ lời chỉ ấm của cậu, hẹn với trò nắm dậu thấu lai. Xưa kia tư giải bạc phai thuyền, đi qua lời chiều mai khuyến trần. Khuyên mấy lượt mấy lần dân không biết, giờ tỉnh rồi ta tiếc thiết tha. Tỷ là ông lão đã già, ghe kia lui gót ông mà đi đâu. Ông về đâu bên Đông Châu, buồn cho dân chúng âu sầu biết bao. Khi xưa kêu réo ngặt ngào, dân còn chê lão có nào cũng điên. Điên khùng của thánh của thiên, cho nên nó mới thường xuyên đưa đò giảm dân, khuyên chúng dạy trò, khuyên người tỉnh đi ngộ đừng so đo của tài. Cảm thương tư dạy bắt tay, nhắc cho đồng đạo được hai vui vầy, ráng tu sao sẽ gặp thầy. Khổ đi từ cổ chứ cắn chày làm sao, đãi người mê chất nuôi cao, quên đi lời nói ngắt xưa chứ phải chi nghe hỡi rồi chưa. Thì là đâu gặp mây mưa như vậy, cố lo xây đất kỳ này, sau này gặp cậu cánh chày không hay. Chứ gặp trời gặp Phật Như Lai, tỉnh đi quý vị ngày mai cậu nhiều. Xin kính thưa đồng đạo, cậu buồn lắm, cậu buồn cho thế hệ phong ba, buồn cho cuộc đời không biết nói sao cho được. Nhưng thôi cậu cũng vẫn ăn vui để cùng trò tâm sự trong một lát cậu hồi. Cố nhớ cậu đừng quên, ráng tu. Bây giờ tất cả các quý vị không thể tìm được cậu đâu, mà đến ngày phục nguyên rồi cậu đứng trước mặt Phật tử không hiểu được cậu đó. Xin kính mong, còn tại vì hôm nay mà cậu tà mượn sắc thân trần rày đáy mây đó đó, cũng với giá ngàn vàng vô lượng vô biên. Mong tất cả các quý vị muốn đáp ơn cậu là đáp ơn tất cả các ngài đã thọ và mình thọ của người. Ráng ở ăn với đồng chủng anh em có tình thương, ráng giúp đỡ với nhau, ráng chia cơm sẻ áo bệnh tật nay mai, tối lửa tắt đèn, không áo quần mặc, không cơm ăn, không thuốc uống, bao nhiêu đó đủ rồi. Chứ còn cậu không nên dâng cúng gì hết, vì cậu còn sống, cậu đâu có chết mà cúng mà dâng. Cho nên vì lẽ đó cậu mong tất cả các chú quý vị, bây giờ còn một lát, một câu nữa, cậu cũng nói cho mình tự biết rằng kết thúc đời rồi. Và chiến đò kỳ chót của ai của cậu. Rồi đôi lời cậu phiếm, cậu phiếm ai? Phiếm đồng đạo. Chứ ai? Xin kính mong tất cả các bạn, trong việc này rất quan trọng, không thể lung tung tất cả được, vì Phật tử phải nghiêm nghi và cố gắng để giữ vẹn sắc thân trần của cậu để ngày mai còn nuôi dấu lại. Cậu ra đời kỳ chót đó đúng như là mật thư của đức ngài, và đúng như đức ông và đức thầy đã nguyện chuyển trong cơ pháp mới và trong những chân lý một, nhưng mà mới để cho đồng đạo là tu học thức tỉnh các quân nhân. Cậu là một sứ giả, là một con người, là một tánh chất như Phật tử thôi chứ có gì xa lạ đâu. Nhưng điều mến nhất là anh em bốn phương còn sùng bái biết được là của vàng còn trong tay, nó ráng đi bảo dân mưa tới, mà nếu không biết á thì khổ sở lắm nha. Cho nên vì sự đó chiếc đò là chót rồi, cậu mong tất cả các anh em đồng đạo thân yêu, còn chiếc này là chót, ráng mau lên đò để về Phật quốc an nhiên thanh tịnh, sống tập sự tu hành cho chân chính liêm sĩ, dù chết cũng được, nó không sao đâu. Đồng đạo đừng có buồn, mình biết tu là tu bổ lại, xây sửa lại, đừng tham lam, đừng tán tận con người, là một việc nghĩa nhân, dù sao cũng ráng, không có sao đâu ha. Nghe này cậu đi nha, cậu xin kính phúc tất cả đồng đạo nữa đây. Giờ cậu nói ít tiếng nữa nè. Ráng tịnh ngộ nay mai rồi thấy, ráng tỉnh thần ta bày gai châm, ráng đi tất cả đảo thấy chưa, nước ngược xuôi dòng.
vô biên, trần trượt bẩn sắp điên sắp loạn. Đạo sĩ ơi dẹp dọn gió sông, người đạo chí thành công. Nhìn rồi thương giống thương dần làm ta, không danh chức ngôi cao lợi lạc, không tiền muôn nổ nạc nghèo hèn, cũng không tiếng quyển tiếng kèn, làm sao vẹn giữ tôi rèn bản thân. Người tu tịnh cầm cân công lý, cho ngay đường trực chỉ là sống cầm cân thì phải cho đồng. Đó là đạo nghĩa đền sống quả trần. Đừng thấy vậy nay rần mai đổ, trời đã ra ấn phố rồi. Từ giờ tiêu diệt tận gian, từ đây đổi lớp thay mà nguy cơ. Ngồi cố nhớ đồ thơ cậu lật thấy, không cần các bậc thấp tiên, không mơ ác cũng đến chiều lạc cho đức cậu quạnh hiếu ngồi buồn. Nghe cậu giảng đi xuống một thở, chốn này đây là nợ của ta. Mong manh chiến chú chị bà trả xong mối nợ quá à rồi. Biết chi hỏi ráng vui trong trí mà cuộc hành trình dĩ tỷ trong nay. Ráng nghe lời cậu đi. Giờ này cậu giảng muốn mở bài có không? Còn chút nữa lục công cho lớp. Chuyển phong ba núi sập trời lòng. Chỉ anh cố gắng rồi trong nghe lời cậu giảng tấm lòng hiện dân. Đón rất Phật, kim ngân đại báo bằng người ngay người thảo người hiền. Sau này Phật dắt đài liên, dắt ta về mà gặp Phật vô biên diệu giờ. Đón rất Phật người thờ trung trực. Đón thánh ta về được Phật hiện phố. Rước ăn rước nghĩa là tu, đón chào Phật pháp không phu đúng giờ. Ráng nghe cậu mịt mờ cũng sáng, mặt tình đời nhão bán chi chi. Lửa hồng đốt nát thay thế, không còn gì nữa mà có chi đăng đình. Người tu niệm ráng nhìn cho rõ, khỏi vào chùa gõ mõ thích chuông. Thân ta đừng có thô buồn, ở ăn đừng có làm buồn. Mỗi nhớ ai trong phút chốc chuyển lai gấp quá, mà cậu về đây cao cả như nào. Đặng mà cứu hết đồng bào anh em nhân, loại công cao quá đầy. Chốn trạch giá giờ này phụng hiệp, ráng cùng nhau cho kịp mấy dòng. Ở đây là giống là dòng anh em siết chặt cái lao đồng đứng phái. Nhớ quả trước mình dai ngay cả, chốn này đây gầy gã chút thôi đặng về ăn vị đơn nuôi. Chút miền mà quỷ vậy ôi thôi vô ngừng. Thương đồng đạo tấm thân không sợ, mến tình quỳnh đã nợ cho rồi. Nơi này khổ lắm dân ơi, thân cậu điêu đứng khó ngồi được yên. Mượn sắc giả vô miền khiến đạo, chốn này đây cậu giao nát tan. Thử dân với chúng sống đàn coi ai còn hỡi nhẹ nhàng niệm nhân. Đời khổ sở đó tối tân bãi nhật, cậu thấy rồi nồng nực thiết chi. Dạy trò nhiều nẻo lắm ly, trò đâu có biết vậy thì ra sao. Còn tranh bớ thấp cao chi nữa, nhìn thử coi khói lửa vừa trần tràn. Cả chiều bơ xuống cùng làng, tỉnh đi giấc mộng cơ hàng nay mai. Tỉnh rồi biết chua cay hay đắng, tỉnh rồi tu mới đắng thiên phàm. Tỉnh đi dân chúng già lắm, tỉnh đi rồi thấy mình càng thiện hơn. Tỉnh giấc mộng nỗi hương đời mạt mà tỉnh mau đi giải thoát cho rồi. Tỉnh tuồn thấy chức thấy ngôi, thấy ai lập đạo mà ai ngồi tỏ tánh. Thôi tỉnh dậy đừng chen đừng lẫn, tỉnh đi cho chắc ấn thiên đình. Tỉnh đi rồi mới thấy mới nhìn, mới thương đức cậu mới mình. Việc ly chưa tỉnh giấc mộng còn chi ôi hỏi mà tỉnh đi rồi. Sắp đi tới đi giờ, tỉnh rồi coi bản đồ thơ, coi lời câu nói hiện giờ có không. Cùng nói chuyện long đông lận đận, mà ai có duyên mớ cận mớ kề. Nói rồi chút nữa cùng mà về, chúc cầu quý vị bên này rước đưa. Cùng nói chuyện mấy mưa tắt lặng, nói cho đời tu đặng thanh bay. Cùng điên của Phật của Ngài, cho nên là biết được ngày mai khổ sầu. Cùng không ở nhà lầu cao cả, đi khắp ta bèn hối hả thiện duyên. Nay cùng mai lại đã điên, cùng bơi có một chiếc thuyền đây thôi. Ráng ghi nhớ đừng thôi có bỏ mà nhớ đi về trò, thử có tồn không.
mai tiêu ruộng mất cửa đồng, cùng là mất giống mất chồng làm sao, nếu ai có lấy câu cũng bỏ mà ráng nghe đi cho rõ rồi nhìn. Nghe rồi nói xử thôi xin, nếu người tu được chứ tâm tình cậu vui, nghe rồi bỏ phố vui cậu giận. Nghe đi tu tân thân dường nào, chút khi cầu cố bác làm sao, nơi miền đất ni giá công cao quá đầy, ráng anh chị xung dày khổ phúc, ráng ở đây ta tốt gần bên, chị em đâu ốm rỉ trên ta giúp đi đỡ là đòn đau cao, giúp đỡ người hơn nào tu núi, giúp đi đỡ ai trong buổi đói nghèo, hơn là ra biển chứ đò chèo, nói cho mà quỷ vậy lấy lèo không quý. Giúp đi đỡ người ta hơn tu tình, mà giúp đi được khi người giải bệnh trượt lòng, giúp đi đỡ người nghiệp quả ta xong, ai nghe cậu tấm lòng hiền hậu. Thôi cậu xin kính mong đồng đạo, bây giờ cũng đã gần hết rồi, kính phúc nguyện cầu tất cả các vị bác ái từ bi, để rồi ngày sau về gặp thầy gặp cậu, chốn nơi này không có gì tồn tại với mình, sớm như này cậu sửa đổi hết đi ha. Trong cái mảnh đất quê hương nước nhà của mình hôm nay mà điều dân tộc không biết tôn quay đầu chắc khổ lắm rồi đó, tôi nói vậy đó. Thành ra hôm nay mình sẽ đáng đi, mọi việc tội lỗi ngày xưa ai cũng có, xuống bùn rồi mà ai cũng lắm hết trơn á, như không, nhưng mà lắm là biết gội sửa là hết sạch trần, không có gì hết trơn á, cũng như ngập chìm với bình nhơ với đá với dũng á, thì đợi chờ ngày mà đem ngọc đến chùa thì ngọc ra ngọc thôi. Hôm nay chúng cái gì con của trời Phật thánh thần ráng lập dị tại nhà, ráng tu. Hồi xưa khác bây giờ đổi khác, người ta mới kinh khủng mình. Hồi xưa mình kỹ tham lam hay gì đó, ta không có tham lam, hồi xưa mình không biết, bây giờ biết đó. Giúp đỡ anh em bà con nhân dân, rồi hiền diệu thương con mến cháu vô cùng đi ha. Từ đó ta mới kinh khủng mình. Còn mình nói mình tu rồi mà mình không làm được việc gì cao cả đối với cái quần sinh, ta coi mình ra gì trong tháng như này cậu như không. Chị này trốn ở trơn, thấy chưa, trốn đâu, trốn đâu cho khỏi lực trời, phong ba mãnh liệt tuyệt vời đa đang, trốn trong trí tuệ là vàng, trốn trong ân đức ha, quy hàng về thôi. Trốn ở đâu đầu tiên, trốn ở đâu ma quỷ cũng lôi, trốn trong trí nhớ vẫn tồi hôi tanh, trốn đâu ma quỷ cũng giành, trốn đâu mà cũng bắt ở đầu gành cũng ra, trốn ở đâu, còn trốn ở trong đức tánh của ta, trốn trong sáu chữ Di Đà, khỏi nguy, về nhà niệm Phật mau đi, chị anh đừng trốn mà đi đâu, bận lòng. Ráng đi, có trốn đi đâu trơn, thấy ông rồi trốn hơi hơi rồi đó ông đào bảy, để ta trốn nữa mà, chạy trốn ở đâu, bây giờ trốn được rồi đó, trốn hơi hơi rồi. Lớn cũng trốn, nhỏ cũng trốn, trốn mắm ở trơn, trốn ở đâu, cũng ở trong bầu trời gió trụ đằng không nè, mà trốn, thấy cũng ngộ, cho nên gì lại đó cũng mong nha, thôi, đồng đạo cũng đừng buồn, nó nghĩ ra cậu ở đây, một vài bữa đi gặp đồng đạo nhưng mà chưa có được, gió chưa lặng, tôi chưa ngừng mà, tất cả đồng đạo biết, cậu biết nhiều quá, cho nên hôm nay đó. Ngồi phải tách rời, đò đi bến cảng. Chúc cầu tất cả anh em, nếu có bến thương sắp thân của cầu, thì phụ trợ ít nào để rồi, trong một thời kỳ này, chia sớt vào cái cảnh với nhau. Đó là cũng là giúp một cảnh chùa rồi thôi, chứ còn ngoài ra, cậu mà lấy thân này để trải đường cho chúng mà, không có cái gì đâu. Kính mong tất cả và chúc cầu, gia đình, bà bãi và hết tất cả chưa biết.